Rồi, mến chào cả nhà nha. Hiện tại thì chị Lon với là bé Bôn cũng vừa tới cả nhà. Mến chào cả nhà nha. Hiện tại thì buổi chiều hôm nay cũng có một cái cô một chú ấy nha. Vừa đến là bên trong mua hàng à. Đó là hai đại gia luôn á nha. Đây cả nhà, một cô và một chú cả nhà, phải nói là nhìn rất là sang trọng luôn cả nhà. Đó, đến mà đang vào bên trong thắp nhang bên bên bàn thờ của Bắc Năm này cả nhà. Tí nữa thì chú và cô ra thì Hậu Giang sẽ quay chia sẻ cho mình xem. Đó thì cô với chú đang qua bên cái chỗ bán hàng của chị Hồng Loan đây cả nhà. Cô thì mua hàng bên trong thì cũng đang quay lại cả nhà, cũng như là một phần để mà mình lưu lại những kỷ niệm mình đã đến nhà của nghệ sĩ ưu tú Duy Linh. Đây, nhân viên bên trong shop rồi cả nhà, đang đem ra hai bịch yến, hai bốn hộp yến luôn cả nhà. Đây, đang đi giao cho ai này cả nhà. Đó, 4 hộp yến luôn, trên hai cái bịch, mỗi bịch là 2 hộp. Chiều nay thì phải nói là một khán giả nào ở gần đây này cả nhà, nhà anh shipper đến nè, lấy 4 hộp yến này cả nhà. Đây 4 hộp yến này cả nhà. Chiều nay thì phía ở dưới bên kia thì hiện tại thì cũng có công an đang tổ chức một sự kiện gì đó cả nhà, đang dựng mà che lại, chặn đường lại cả nhà, để mà lát nữa mà tổ chức một sự kiện nào đó đó cả nhà, đang che chặn đường lại cả nhà. Xe thì hiện tại đậu đơn rất là nhiều luôn cả nhà. Của chị hôm nay thì cũng có một chị một anh trai cả nhà vừa đến đây và cầm tiền của anh chồng mua hàng này cả nhà. Phải nói là chiều hôm nay rất là đông xe luôn cả nhà. Đây, xe rất là đông luôn. Hiện tại thì vào đây mua lạc xưởng cả nhà. Đó thì anh Khoa đang lấy lạc xưởng và giới thiệu cho các anh trai nè. Đây, cô và một chú cũng đang ra nè cả nhà. Hãy
hai cô chú đến đây mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan và cũng như chụp là thông tin lại cả nhà, để mà đây. Quay cái cây bồ đề mọc ra cả nhà. Giống luật sư quá ha. Cái câu đó thấy cũng rất là quen luôn mà mình không nhớ. Nhìn thấy quen lắm luôn. Quen. Mở cốp để gì vô? Mình trời ơi, chiều nay đi chơi đâu mà đẹp trai dữ vậy anh Khoa, quá trời quá đất luôn anh ơi, quá ngầu luôn. Tôi xin tấm hình ơi, trời ơi tấm hình anh ơi, quá lực lưỡng luôn, đi chơi mà đẹp trai quá trời luôn ha.